Chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Và bài tập yoga ngắn ngày hôm nay tập trung nhiều vào cơ bụng. Theo yêu cầu của một số bạn rất là bận rộn, mấy bạn muốn một bài tập ngắn để tập vào buổi sáng hoặc là buổi chiều trước hoặc là sau giờ làm việc, thì bài tập hôm nay cực kỳ phù hợp cho những người bận rộn như vậy. Nào, chạy thẳng ra và bắt đầu thôi. Hãy đứng lên đầu thảm, mũi chân của bạn khép, vai mở rộng, đứng trong tư thế trái núi. Mắt nhìn thẳng về phía trước, mình giữ ở tư thế này, hít và thở một vài nhịp. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, rồi dài người nhẹ lưng lên, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Thở ra, đẩy hông về sau, rướn người về phía trước và mở ngang hai tay. Nâng bụng lên, nhìn về phía xuống sàn. Nhìn xuống sàn. Thở ra, rạp dài người xuống, lõng đầu, lõng trán xuống luôn. Hít vào, chống tay lên đầu gối và ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra, rạp dài người xuống sàn, rút chân phải của bạn ra sau, mũi chân chống xuống sàn, hai tay đặt lên đầu gối phía trước, giữ cho đầu gối trước vuông góc với cổ chân, mắt nhìn thẳng về trước, mũi chân sau chống chặt và đầu gối sau thẳng lên. Hít sâu, mở ngang hai tay, thở dài ra, một nhịp nữa hít vào, vươn hai tay, rồi dài người nhẹ lưng lên. Thở ra, đổ dài người về trước, ép bụng xuống mắt đùi, nhón các đầu ngón chân sau và đẩy dài người về trước. Một nhịp thở nữa ở đây, rướn căng các đầu ngón tay, hít sâu. Rồi, mở ngang hai tay, đưa người lên vị trí thẳng trở lại. Một nhịp nữa hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên trời, chống chặt chân sau, đổ dài người về trước, dẹn dài lưng ra. Một nhịp thở ở đây, hít sâu, ép bụng vào bắp đùi, rồi thở ra, chống hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván, hóp bụng và giữ chặt ở tư thế tấm ván, nhìn thẳng về phía trước. Nhón các đầu ngón chân, đẩy dài người về đầu thảm, giữ chặt tay và rạp dài người về mũi sàn. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên trong tư thế rắn hổ mang. Nhón chân và đẩy ra sau trong tư thế đao đót, đẩy dài người ra sau, thở hết ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt lên, đặt hai tay lên đầu gối phía trước, giữ đầu gối phía trước vuông góc với cổ chân. Bạn mở ngang hai tay, nhìn về đầu thảm. Hít, vươn hai tay, rướn dài người lên. Thở ra, đổ về phía trước, rướn dài người, nhón các mũi ngón các mũi chân sau, xòe các ngón tay vươn về trước, kéo dài người ra. Hít vào, mở ngang hai tay, nhìn về trước trở lại. Một nhịp thở nữa ở đây, hít, tay vươn lên, thở ra, đổ về trước, rướn người thẳng băng ra, đạp thẳng đầu gối sau, các ngón tay chỉ dài về trước, mắt nhìn vào một điểm dưới sàn. Một nhịp thở nữa thôi, hít vào sâu, thở ra chống hai tay, rút ra sau trong tư thế plank pose, tư thế tấm ván hóp bụng, giữ chặt lưng và nhìn về phía trước. Đổ rạp cười xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng ngẩng mặt nhìn lên, nhón chân và đẩy ra sau trong tư thế đao đót, tư thế chốt mặt, dạng dài người ra sau, thở dài ra.
Từ vị trí này, khuỵu nhẹ hai đầu gối, đẩy hông của bạn lên, ép chặt mông đẩy ra sau, nhìn về phía trước, nhảy hoặc là bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào vươn hai tay, rướn dài người, dẹn lưng lên luôn, và thở ra hai tay chắp trước lồng ngực. Từ vị trí này, bạn đưa hai tay ra sau, xuôi theo thần, đổ người chéo về phía trước và khuỵu hai đầu gối, xít bụng chặt, hóp bụng chặt vào trong. Chỉ các ngón tay ra sau, nhìn thẳng về phía trước. Hít vào, vươn dài hai tay lên trời, giữ trong tư thế cày ghế. Đẩy thắt lưng xuống, tay vươn cao, bụng hóp chặt, rướn dài người. Một nhịp nữa, hít sâu. Rồi thở dài, chắp tay trước lồng ngực, thẳng gối, rạp dài người xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên, thở ra rạp xuống. Và bước chân trái của bạn ra sau, bước về khuỵu thảm, nhón mũi chân, nhón các đầu ngón tay, nhìn về phía trước. Lần này, bạn đưa tay trái ra sau, ngón tay chỉ dài về sau, và vươn tay phải về phía trước, kéo giãn người theo hai chiều. Hít vào, lật người vươn lên, tay trái chỉ xuống đất, tay phải kéo lên trời. Chịu chặt ở đây, cảm giác phần bụng kéo cao rướn lên. Và nếu được, bạn ngẩng mặt, nhìn theo tay trên trời luôn. Một nhịp nữa hít vào sâu, thở ra, rướn người về phía trước, tay phải kéo dài về trước, tay trái chỉ dài ra sau. Rồi thở ra, chống hai tay dưới sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose. Hóp bụng và giữ chặt, thở ra, rạp người dưới sàn, hít vào, lật lồng ngực, uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang, nhón chân và đẩy ra sau, trong tư thế đao đó, đẩy dài, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, nhảy hai chân hoặc là bước hai chân lên đầu thảm, rạp người xuống. Thở ra, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rạp dài người xuống. Hít vào, khuỵu nhẹ hai đầu gối, chỉ thắt lưng xuống sàn, hóp bụng vào trong và đưa hai tay ra sau. Và vươn hai tay lên trong tư thế cải ghế trở lại. Hít một nhịp sâu ở đây, thở ra hai tay chắp, thẳng gối, rạp dài người xuống mềm lưng ra. Hít vào, rướn lưng ngẩng mặt nhìn về trước, thở ra, rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, mũi chân phải chống, các đầu ngón tay chống, ngẩng mặt nhìn về phía đầu thảm. Tay trái bạn chỉ về trước, tay phải chỉ ra sau, kéo dài người theo hai chiều rướn ra. Đạp thẳng đầu gối chân sau, nhìn về trước và lật người kéo lên trời. Tay trái kéo cao lên và tay phải chỉ xuống đất. Bây giờ ngẩng mặt nhìn theo tay trái luôn. Hít, rồi thở dài ra. Một nhịp nữa rướn cao tay trái, hít sâu và thở dài, rạp người về phía trước, tay phải rướn ra, tay trái chỉ về trước, kéo căng người theo hai chiều và chống hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose, đổ rạp người và lật ngực, uốn lưng trong tư thế rắn hổ mang,
nhón chân và đẩy ra sau trong tư thế đào đó. Lắc hông nhẹ qua bên phải, qua bên trái. Thở dài ra. Đá chân phải của bạn cao lên trời, chỉ mũi chân lên. Kéo đầu gối chân phải vào bụng và đưa hết toàn bộ người về phía trước, chống chặt tay và nâng hông cao lên, nhìn vào một điểm dưới sàn. Hít. Rồi thở dài ra. Giữ đây thêm 2 nhịp nữa. Hít. Và thở ra. Nhịp cuối cùng hít vào sâu, nâng hông cao lên. Thở ra, đá chân phải về bên trái, hạ gót chân sau và vươn tay trái, đẩy dài người nhìn theo tay. Nhìn xuống sàn và chống tay trái xuống đất, kéo đầu gối chân phải vào bụng trở lại, nâng hông lên, nhìn hết xuống đất, một nhịp cuối cùng hít và bước ra sau trong tư thế plank pose. Đổ rạp người xuống sàn, lật lưng ngực, uốn lưng nhìn lên. Thở ra, đào đó, đẩy dài người ra sau, lắc hông nhẹ, qua phải qua trái, rạp ra sau. Đá chân trái của bạn cao lên, chỉ hết mũi chân lên trời và kéo đầu gối trái ép vào bụng. Từ từ nhìn về trước và đưa hông nhiều về trước. Từ vị trí này, bạn chống chặt tay và đẩy hông lên, nhìn xuống sàn. Hít, rồi thở dài ra. Giữ ở đây thêm một nhịp nữa, nâng cao hông, hít sâu. Đá chân trái về bên phải, hạ gót chân sau và vươn tay phải lên trời. Mắt nhìn theo tay phải, rướn hai vai xa nhau. Chống chặt tay trái và vươn cao tay phải lên nhịp cuối cùng. Rồi chống tay phải xuống sàn, kéo đầu gối chân trái vào bụng và nâng toàn bộ người lên, mắt nhìn xuống sàn. Hai nhịp cuối cùng, hít sâu và thở ra. Bước ra sau trong tư thế plank pose, đổ rạp xuống sàn, hít vào, lật lồng ngực, uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên. Nhón mũi chân đẩy ra sau trong tư thế đào đó, đẩy dài ra. Từ tư thế đào đó, bạn bám chặt tay và rướn người về trước trong tư thế plank pose. Từ vị trí plank pose, bạn giữ cố định tay và vai, khuỵu hai đầu gối và nâng hông lên, nhìn vào một điểm trước mặt, hóp bụng và giữ chặt ở đây. 5 4 3 2 1 Thẳng chân trong tư thế plank, trở lại bước chân phải ra ngoài bàn tay phải và nâng tay phải rướn lên trời, kéo cao bàn tay phải lên, chống tay phải xuống đất, rút chân trái ra sau trong tư thế plank pose. Khuỵu hai đầu gối, nâng hông nhìn về trước. 5 4 3 2 1 Thẳng gối trong tư thế plank, bước chân trái ra ngoài bàn tay trái rồi vươn tay trái lên trời, ngẩng mặt nhìn theo tay. Một nhịp nữa rướn lên, rồi chống tay dưới sàn, bước ra sau trong tư thế plank pose. Hạ đầu gối chân phải dưới sàn, giữ cho đầu gối vuông góc với hông, nâng chân phải lên, hóp bụng và nhìn dẹo vào một điểm trước mặt. Cố gắng đừng thẳng lập lưng mà hóp bụng, nâng bụng lên. 5 4 3 Cố lên. 2 1 Hạ đầu gối chân trái dưới sàn, bám hai tay, đá thẳng chân phải ra sau và nâng hông lên khỏi sàn, nhìn chéo vào một điểm trước mặt. 5 4 3 2 1
Mô thả đầu gối xuống sàn, chéo hai chân và ngồi lên. Đưa hai chân về phía trước, hai tay chống vào sau, các ngón tay chỉ vào mông. Mũi chân gót chân khép lại, chỉ về phía đầu thảm. Hai tay chống chặt dưới sàn. Từ vị trí này, đẩy chặt tay và nâng hông lên khỏi sàn, mắt nhìn lên trời. Cố gắng đạp chắc được mũi chân xuống sàn luôn nếu được. 5 4 3 2 1 Hạ hông xuống sàn và nằm dài người ra. Đặt hai tay lên bụng, ép chặt thắt lưng và đá thẳng hai chân. Chỉ thẳng hai chân lên trời. Ngón chân chỉ cao lên, từ đây bạn mở ngược các đầu ngón chân về phía khuôn mặt. Hạ chân phải xuống. Lên. Hạ chân trái xuống. Lên, gồng chắc bụng. Trái. Phải. Trái. Phải. 5 4 3 2 1 Chỉ mũi chân cao lên trời. Từ đây hạ hai chân xuống một lần. Xuống. Lề. 2 Lên. 3 Lên. 4 Lên. 5 Nâng lề. Rồi nghiêng hai chân về chéo góc 45 độ bên phải. Chéo chân quẳng. Hít. Lên. Chéo về 45 độ bên trái. Hít. Lề. 2 Lên. 3 Nâng lề. 4 Lên qua bên trái. Cố lên, lên. Nhịp cuối cùng. 5 Nâng lên. Qua trái. Nâng lên. Rồi kéo hai đầu gối vào lồng ngực. Lắc lư thắt lưng. Qua hai bên. Mềm lưng ra. Chống hai chân về bên mông. Mình nâng hông lên trong động tác cây cầu một vài nhịp. Hai tay úp bên người. Đạp chắc hai chân, hít vào, nâng hông lên. Thở ra. Hạ xuống sàn. Nhịp thứ hai, hít vào, nâng hông. Thở ra. Hạ xuống sàn. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng hông lên. Rồi, thở ra. Hạ xuống sàn, đổ hai đầu gối về bên phải, xoay mặt về bên trái. Rồi đổ hai đầu gối về bên trái, xoay mặt về bên phải. Và nâng người lên. Từ đây, bạn ôm hai tay lên đầu gối và bật người ngồi thẳng lên. Ngồi lên giữa thảm, chéo hai chân, nhắm mắt. Hít thở hai nhịp trước khi mình kết thúc. Cảm ơn bạn đã tập cùng Blog Yogi Travel VN. Bài tập ngắn vừa rồi rất có tác dụng lên cơ bụng và bắp đùi của bạn. Hãy nhớ bấm nút subscribe màu đỏ bên dưới để chờ bài tiếp theo nha. Cảm ơn. Namaste.